vào bờ. Mình đến mình hãy như lúc mình trái cho mình luôn cái cây từ nhưng mà từ khủng luôn á, lên cái tàn nó quá trời rồi. Này có mấy cái phần giấy nó bò lên tới gì đó. Chồm vô qua cái mái nhà của chú đây luôn mà chú ngồi như vậy chú còn cái tay không đang lên mé xuống rồi đã xuống đâu rồi sẵn đứt ra xuống à đứt đi sẵn xuống à rồi đứt dây luôn sáng lên nữa như vậy ra mình hả cái bọn nước đem ngoài uống luôn rồi. Tại phải không đổ vô ca mình. Cái bụng rồi. Giờ này cái bụng. Làm cái đuôi hay gì. Rồi. Giờ là tiếp tục tôi sáng lên cái cây sài cờ này luôn nha bà. Cái này cũng khủng lắm nha bà. Anh lên. Sao nãy có cái áo mà cái cây kia có áo, cây này không có cái quần cà. Đẩy ra, đẩy ra. Đúng anh. Sao cây này không có cái quần? Ai quá. Dính cái nhánh xong tích anh kẹt ra. Qua hàng cơ từ từ. Đi đi. Lại phụ tiếp từ đây. Trời ơi này phụ nữa rồi đi về luôn á. Rồi tạm thấy là gai đi rồi mấy tôi làm đây tôi dắt ra đó cho ông nè. Đã cái cây này không kẹp mà. Rồi rồi. Sao nãy con dây đó tôi để trong này không để đâu. Gịch vô, móc lên, móc lên. Chụp lên sáng, chụp lên cái cây sao phải tay đó hả? Nó không gãy đâu. Dễ gì gãy nó nổi. Ủa giờ không giáp luôn. Mẹ nó lột, cái đó khó lên chứ. Ai anh chụp con dây an toàn rồi, chặn là ngang cái nhánh đó lên sáng. À, xuống mẹ luôn đi. Đúng rồi. Mẹ lên chỗ này mệt chứ lắm mệt. Dính dây an toàn bên đây luôn. Vậy. Này tao đóng ná tao lên xuống nữa. Lên xuống rồi mẹ đi. Được rồi tới rồi xuống gì nữa. Chịu đi, chịu đi. Chịu nè, đâu có dám buông. À, đó là mệt lắm mệt. Rồi, kia đó. Rồi tới rồi. Tàn đi rồi mà. Đây không có. Nó sao đẩy ra ngoài luôn. Sao ra được? Nó quấn cái cổng á. Kệ đi hơi kia đè xuống nó sụ xuống đó hả? À? Đi nương nương vô. Xem nữa. Mình dọn ra đi. Khoan, lấy giày kéo ốc rồi. Lấy giày kéo rồi để vô gai không à? Xong thôi xả bớt đi. Rồi xô nó xuống dưới luôn không đó. Đó. Má gì đi. Rồi không hồng nội ơi. Rồi làm gì đó làm đi. Đi ra không tới hả? Tới sao không tới? Trên đó khoảng trong ngoài gì? Trong nhiều tấn.
Thì đó em sụ rồi đó. Sụ cái đọt ra rồi đó. Nó ra hết trơn hả? Hiến bà đồng đưa dưới đây cho sạch sạch cái. Gạt ba mé bên đây hết cho sạch cái. Đẹp đẹp thôi. Rồi bên đó luôn. À, trắng đỏ luôn. Rồi. Chú đè diễn cái ngon rồi. Phan cái hộp cũng để rồi. Còn giấy không nha. Lên đây để mà cái người lên chứ. Nhánh khủng khủng không à. Trong này nó rất là bệt nhưng mà cho nên mình khó quay nữa. Đạp nó đi tôi đè xuống lại ra rồi. Anh đạp ngay rồi đó. Dẫn lên trên luôn nha bà. Quá trời con giấy. Chỗ này quá hẹp. Quê quê quê. Wow. Nhánh này mình không thấy à. Hay quá sáng ơi. Hay quá. Sáng xử lý cái này khéo. Ngưng chút đi. Quá hay. Quá khéo sáng rồi. Quá tài. Đây nữa nè. Quá
đẹp luôn, chết ơi. Quá im. Nhấn nó qua nổi không Sang? Nhấn nó qua nổi không? Đây. Quá trời rồi. Trời. Nhấn nó đó. Bên đây tao té này được nè. Quá trời mệt luôn. Khó quay lắm. Chỉ là mình né thôi. Gà đó kìa, đi thẳng tới đầu rồi. Hay quá Sang ơi. Rồi nó tôi bỏ luôn. Như cây đầu tiên vừa dẹp từ từ vừa ha. Cuốn quê với chiều rồi, nhưng chúng tôi làm dễ không? Các mấy nhánh này trước nè. Xuống luôn đi Sáng ơi. Cả anh nghe nhánh nào tới kêu nghe. Để là lo cắm đầu chạy mệt lắm à. Ô. Nằm đâu. Ờ quá hay. Hay lắm Sáng ơi. Không vô đây hả? Thôi chúng anh hả? Hay quá Sang ơi. Quá đẹp, súng mắm lóng luôn. Rồi, rồi đó. Quá đẹp luôn Sang ơi. Sao, đẹp gì? Như phim thôi. Bấm bấm đọt quá đẹp. Sáng thôi mà 30 mấy năm trong nghề. 42 tuổi rồi 38 năm trong nghề. Mới đẻ thì dạ đi theo trai rồi. 4 tuổi đi theo lụm củi rồi. Lỡ rồi chơi xuống đi, xuống luôn rồi xuống luôn. Bấm cái đó nữa rồi đó. Ờ bấm cái đó đi, còn nhiều đây, cho hảo ở đây luôn. Mình nữa xuống mình tề nó mau hơn. Để bấm chảnh lâu lắm. Thể gì bự không? Thể thể gì lên cho nó luôn. Thể gì bự không là gì nhỏ? Gì nhỏ được rồi, gì đó được rồi, gì đó. Nặng không? Nặng kéo không? Nó cũng ngã góc hơi quá rồi nè. Để mở miệng cho chơi.
Quá đẹp luôn sáng ơi. Cắm rồi cho cắm đầu. Rồi thấy dây lên kìa. Dây nè. Cái gì vậy mấy màu? Không nhập đôi dây lại đây. Kệ đi, vô đây. Cứ chằng chằng xuống gì. Rồi mình cắt đi. Bộ 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 vô trong kia đi. 15 phút à. Rồi chằng xuống cái hoành lá quá sao không xuống. Sáng xử lý cái này quá mau. Hãy đợi nó sao đi. Cái gặp bốc anh lên, lỗ anh treo rồi. Treo từ từ. Mấy nhánh ngoài ra gà xé nữa, để hư dừa. Lòn không dây đai á anh Sáng. Cái nhài đó lòn không dây đai làm gút đi xuống. Xuống màu gấp kỳ không? Xuống màu gấp kỳ không? Cho ba ngã luôn. Xuống xuống kiểu ông Phương nè. Rồi, bước đó đi. Rồi, kết thúc video. Chúc các bạn một năm mới ăn thơm.
triệu rồi mà. Cái gốc lâu có đồ nó bị còng quá chỉnh khó. Gạt cái đó để đạp lên. Gạt nó đi. Cây này luồn ngang. Quá thế cái gốc này. Non có tới làm không nội. Rồi gỡ tay đó luôn đi. Hết hồn cái gốc. Rồi cắt đâu? Đố quá trời nha anh nha. Lấy máy nhỏ chiếc ghét này cho tròn lên cái nào. Thôi đi, bỏ mẹ. Cho nó đẹp. Đói bụng dữ lắm. Đói hả? Gì? Chiều tối luôn hả? Tối luôn. Bữa nay còn hơn rượu á, chặn ba chút. Kéo cái mợ dây thẳng luôn, bữa nay hơn luôn. À, cắt bằng gì được rồi. Bằng này còn nữa, tại tôi đút ra đút vô nó đi quá vậy mà. Rồi, xong hết nha. Xin kết thúc clip này ở đây nha. Hẹn gặp clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Còn khá là cao nha mà. Mình tới đây luôn. Để chút nữa tôi về tôi mới nói chuyện với ba vụ chơi coi. Chị chạy lại, em chạy lại đây.